cho các bạn trở lại với trận chung kết giải cầu lông lực lượng vũ trang quận Bắc Từ Liêm năm 2018. Cùng mời các bạn cùng đến với set đấu thứ hai. Ở set đấu thứ nhất thì đôi của Vũ Văn Khiết đã thua đôi của Học viện Kỹ thuật Quân sự với tỷ số 21-18. Rất hy vọng rằng ở set đấu thứ hai này, đôi của Vũ Văn Khiết có thể giành thắng lợi và bước đến set đấu thứ ba. Tỷ số 1-0 cho Học viện Kỹ thuật Quân sự. Đây là một pha đập cầu tốt, tỷ số 2-0 cho Học viện Kỹ thuật Quân sự. Mình đang cảm thấy rất là lo lắng cho đôi của Vũ Văn Khiết. Năm trước thì Vũ Văn Khiết cùng với anh Vũ Thành Luân. Nếu mà em nhớ sai tên anh thì anh thông cảm nhé. Vũ Văn Khiết cùng với anh Luân của Học viện Cảnh sát đã giành chức vô địch giải đấu này. Nhưng năm nay thì có lẽ đội Học viện Kỹ thuật Quân sự sẽ giành chiến thắng. Alo Dương à, anh đây. Anh đang xem, đang quay lại trận chung kết đây. Anh vừa mới đi ship hàng về, chưa biết là như nào, như là thua hay sao. Tại vì không thấy ai ở đây cả. Chắc là thua. Thế nhá, tí đi uống bia không? Vãi cả bác Sơn à. Bảo thích trời nắng này đi uống bia thôi. Đủ bác Sơn đi cùng cho vui nha. Tí gọi. Đi đánh cầu à? Tí gọi nó là 7 rưỡi đánh mà muộn quá. Thôi. Bác đi đánh từ ca mấy? Chém cầu sát thế. Quá hay. Và anh cầu không qua lưới, tỷ số là 4-4. Mình rất chờ đợi set đấu thứ 3. Một pha phát cầu tốt. 5-4. Bắt bài, chẳng nên bắt bài. Cầu ngoài. Xem đánh giả ngứa tay ngứa chân của bác. Bác đánh với đội nào ở sân này? Đây đánh với mình nó hợp hơn. Pha kê cầu rất là khó. Một pha kê cầu lật lưới như thế thì rất khó có thể đánh cầu qua. Những pha xử lý không hiểu ý nhau của đôi vận động viên Vũ Văn Khiết. Lại vội vàng rồi bạn ơi. Hay quá. Thủ không phải là cách em ơi.
Bên này cả hai người đều công tốt, chém tốt. Nếu mà tiếp tục duy trì lối đánh như này thì chắc chắn đôi của Vũ Thiết sẽ thua. Có vẻ Vũ Văn Thiết đang rất lo lắng cho đồng đội và liên tục là những pha can thiệp cầu. Áo đen càng đánh càng hay. Hình như là bạn Long của Học viện Kỹ thuật Quân sự, nếu mình không nhầm. Lại là một pha xử lý lỗi rồi. Tỷ số đã là 12-7, khoảng cách là 5 điểm, rất khó có thể vơ. Một pha đập cầu không cắm, cầu ra ngoài. 13-7. Có lẽ trận chung kết giải các lực lượng vũ trang quận Bắc Từ Liêm sẽ kết thúc trong set đấu thứ hai. Các bạn có thể thấy liên tục là những pha ép cầu của các bạn áo xanh bên kia. Chỉ có với tinh thần thép và những biến hóa trong lối đánh của mình thì đôi Vũ Văn Thiết mới có cơ hội giành chiến thắng ngược trong trận đấu thứ hai này. Nhưng có vẻ không được rồi. Kiểu bên này nó đánh chắc quá, bế tắc quá. Bên kia nó vội vàng. Chưa hết đâu. Tinh thần chiến đấu của những chiến binh. Một pha cầu có thể nói là rất ngon, rất tiếc bạn Long đã đánh hỏng. Vận động viên tự đi lau sàn, tuy nhiên rẻ lau sàn thì rất ướt. Biết đâu đây lại là một biến chuyển bất ngờ trong set đấu thứ hai thì sao? Mười, mười bốn. Quá nhỉ? Không được rồi. Tỷ số đã là 15-10. Pha đánh cầu không qua tay, rất nhanh. Làm gì Học viện Kỹ thuật Quân sự đã chơi được cầu. Nó chết không? Tỷ số bao nhiêu ạ? Tỷ số đã là 12-15. 12-16. Đến đoạn cuối này thực sự quyết tâm là đánh chắc mới thắng. Cái này nó đánh vẫn khéo lắm. Mười ba, mười sáu. Hơn bạn nam áo đen bên này nhảy rất
cao và nhập cầu rất cắm. Tỷ số rút ngắn xuống còn 14-18, nhưng hy vọng thì rất mong manh cho cặp đôi của Vũ Thiết, bởi vì giờ đã là những giây phút cuối cùng của trận đấu thứ hai. Cầu ngoài, tỷ số rút ngắn xuống còn 15-18. Chắc nó không biết buộc dây rồi, không biết buộc dây dày. Đã là 19-15, chỉ còn 2 điểm nữa là trận đấu thứ hai kết thúc. Lại là một pha đánh cầu không qua lưới. Điểm số cuối cùng của trận đấu thứ hai cũng chính là điểm số cuối cùng của trận đấu này. Một pha chém cầu ngoài. Quả chém cầu này lại gợi nhớ cho mình với quả chém cầu điểm số cuối cùng của giải sinh viên Hà Nội giữa Vũ Thiết và Duy. Rất may mắn một pha đập cầu lật lưới. Trận đấu thứ hai kết thúc.